Ngọc Huyền tiết lộ cuộc sống 17 năm xa quê lấy chồng sĩ quan Mỹ, ở tuổi 47 Ngọc Huyền vẫn giữ được nét tươi trẻ và nụ cười thường trực trên môi. Sau khi trải lòng về sự nghiệp, nữ nghệ sĩ không ít lần bật khóc vì xúc động, chị cho biết thầm cảm ơn khán giả và đồng nghiệp luôn theo dõi động viên và ủng hộ. Dù sống xa quê hương hơn 17 năm, khi được hỏi về những chuyện không hay trong quá khứ, Ngọc Huyền từ chối chia sẻ. Chị thừa nhận bản thân là người hoạt động giải trí nhưng ghét ồn ào và thị phi. Ngọc Huyền hiện sống và nỗ lực cho tương lai xin phép được gác lại quá khứ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao điều gì khiến chị quyết định sang mỹ định cư khi yêu ông xã tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sang nước ngoài sinh sống. Tôi và ông xã yêu nhau từ đầu năm 2002 và kết hôn vào cuối năm. Ông xã là con trai của nữ danh ca Thanh Tuyền. Tháng 12 năm nay chúng tôi kỷ niệm đúng 15 năm về chung một nhà. Anh nói với tôi rằng em cứ thoải mái tiếp tục sự nghiệp của mình. Khi nào có thời gian rảnh thì sang thăm anh. Đến bây giờ tôi nghĩ đó như một giấc mơ. Chấp nhận đến với anh, tôi nêu rõ quan điểm mình sẽ sống ở Việt Nam. Anh làm việc tại Mỹ. Tôi là người phụ nữ mới. Cách sống hiện đại không ràng buộc lẫn nhau. Ông

hiểu suy nghĩ của vợ và không hề ra trưởng. Tuy nhiên khi con gái Hà Tiên chào đời tôi mới cảm nhận được sự hình thành của một mái ấm gia đình nên quyết định sang Mỹ. Tôi vẫn di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Mỹ. Một nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam khi qua đây sẽ khá đắt sâu. Tôi từ chối các lời mời và chọn về nước biểu diễn vì tôi nhớ khán giả và đồng nghiệp của mình. Khi bé Hà Tiên được một tuổi, chuyến bay về nước dần ít hơn. Tôi phải dành thời gian nhiều hơn cho con và gia đình. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi quyết định làm giấy tờ định cư ở Mỹ. Sang Mỹ định cư, cuộc sống chăm sóc con cái và gia đình của chị có gặp nhiều biến đổi trở ngại. Bên Mỹ tôi không có người giúp việc nên bản thân phải tự tay làm mọi thứ. Dù vất vả nhưng tôi cảm thấy hay hay, bản thân trưởng thành hơn nhiều. Lúc trước tại Việt Nam, khi đi lại tôi có tài xế hoặc người thân đưa đón. Còn sang Mỹ tôi phải tự học điều này. Khi có con tôi học cách làm mẹ, chăm sóc, dạy dỗ chúng và hàng nghìn việc phải tự học. Mời thì tôi nhận lời. Thời điểm đó tôi yêu con quá nên không nỡ để con ở nhà một mình khi đi lưu diễn xa. Suốt 17 năm không biểu diễn tại quê nhà. Chỉ có từng sợ khán giả sẽ quên lãng cái tên Ngọc Huyền. Khi con gái lên 2 tuổi, tôi cho cháu vào trường học, bản thân có thời gian suy nghĩ và định hướng nghề nghiệp. Xa quê 17 năm, tôi học sự chấp nhận. Nếu không còn hát trên sân khấu hay không còn được khán giả yêu mến thì tôi cũng chấp nhận. Tôi nghĩ điều đó đến với mình sớm hoặc muộn mà thôi. Xong, tôi luôn quan niệm hãy sống và yêu nghề bằng cả trái tim. Việc gì đến thì sẽ đến. Tại các viện dưỡng lão, các cô chú sức khỏe không cho phép. Xong họ vẫn hát, chứng kiến điều đó tôi thấy vui lắm, nhưng cũng liên tưởng đến mình khi về già. Vì vậy tôi học được mọi thứ ở chữ chấp nhận. Lần đầu về Việt Nam biểu diễn sau 17 năm vắng bóng, khán giả đón nhận chị ra sao? Khán giả thương tôi lắm, cho tôi trở về quê hương biểu diễn. Trái tim thổn thức, yêu là một lẽ, nhưng nếu không có tình yêu từ bạn bè đồng nghiệp khán giả thì tôi khẳng định bản thân sẽ không đủ điều kiện về tinh thần, thời gian để sống với nghề. Trước đây tôi được khán giả và truyền thông thương vì là một cô bé không ồn ào, nhiều sự thương yêu đó mới có Ngọc Huyền ngày hôm nay nên tôi trân trọng lắm. Thời điểm khó khăn xảy ra, ông xã có góp ý gì với chị về sự nghiệp? thật sự ông xã không có một yêu cầu hay đưa ra điều kiện để bắt vợ phải lựa chọn song anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc khi tôi xảy ra sự cố những lúc như vậy anh thường ôm tôi và dỗ dành anh và tôi khá tương đồng về mọi mặt quan điểm tôi học ở anh nhiều thứ anh hay khuyên tôi cuộc đời luôn có những khúc quanh rồi mọi chuyện cũng sẽ qua em quyết định như thế nào anh đều ủng hộ vì vậy tôi có những dự tính trong tương lai luôn được anh ủng hộ hết mình về chồng tôi chỉ biết nói em thương anh nhiều lắm Khán giả thấy chị là một người sống tình cảm và hay dễ xúc động, vậy thời điểm xảy ra sự cố như vậy chị vượt qua thế nào? Tôi khóc nhiều, nhưng mọi thứ đã qua tôi không muốn khơi gợi lại. Tôi nhìn về tương lai, mình còn sống, thở được thì thời gian còn lại bản thân có thể làm được những hoài bão ước mơ gì. Đó cũng là quan điểm sống tích cực mà ông xã hay khuyên và nhắc nhở khi tôi gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Chị có thể giới thiệu về một nửa của cuộc đời mình. Nghề chuyên môn của anh là IT. Khi tốt nghiệp đại học, anh vào quân đội làm sĩ quan tới cấp bậc trung tá. Anh làm việc cho chính phủ Mỹ và không phải ra chiến trận, hay đi theo sự chỉ huy của quân đội. Hiện anh về hưu, có thời gian quan tâm con cái nhiều hơn cũng là lúc tôi có cơ hội thực hiện hoài bão về Việt Nam hát. Đúng như đồng nghiệp gọi tôi là ngôi sao may mắn, nếu tôi không đi hát thì lương của ông xã vẫn có thể nuôi được vợ và con. Vì vậy các chương trình biểu diễn tôi chọn lọc chứ không nhận đại trà. Tuy nhiên những đồng lương tôi đi hát có thể dùng giúp đỡ những người thân ở Việt Nam còn rất nghèo. Tôi có đồng tiền riêng nên có thể làm từ thiện mà không phải xin anh. Mức lương bên Mỹ của chồng tôi không nhỏ, tôi không tiết lộ con số cụ thể, nhưng có thể mang lại cho vợ con cuộc sống sung túc. Hiện hai con của tôi học song song tiếng Việt và Anh ngữ. Con gái đầu tiên, 14 tuổi và bé út thứ hai, 8 tuổi. Các bé đều có năng khiếu nghệ thuật, còn bé trai học đàn piano từ lớp 5. Trong các live show biểu diễn tại Mỹ, các con thường trợ diễn cho mẹ bằng đàn piano hay sáng tác nhạc. Tôi thấy các con có máu nghệ sĩ giống mẹ và bà nội. Thanh Tuyền tiết lộ về quan hệ với con dâu Ngọc Huyền. Thanh Tuyền từng được mệnh danh là nữ hoàng Bolero trong thập niên 60, gia đình bà có em gái Sơn Tuyền cũng theo nghiệp ca hát và con dâu Ngọc Huyền là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, được nhiều khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến. Mới đây Thanh Tuyền và con dâu Ngọc Huyền cùng được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động biểu diễn tại Việt Nam. Thanh Tuyền từng 4 năm bị cấm ca hát trong nước còn nghệ sĩ Ngọc Huyền vướng scandal hoạt động biểu diễn không phù hợp ở Hải ngoại từ năm 2005 Ngọc Huyền sắp được tái ngộ khán giả quê nhà sau 14 năm sang Mỹ sinh sống chia sẻ về con dâu Thanh Tuyền cho biết khi nghệ thuật cải lương mất dần vị thế giúp Ngọc Huyền chuyển hướng dần sang tân nhạc giờ Huyền hát tân nhạc không còn bị lai like cải lương nữa tôi vui vì con dâu yêu nghề ca hát đam mê nghệ thuật nó có thể chết vì nghề nghiệp được Thanh Tuyền nói nữ danh ca cho biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bà và con dâu ngọc huyền rất tốt đẹp số tôi được mẹ chồng cưng nên khi có dâu tôi cũng cưng huyền y như vậy nhà có con dâu làm cùng nghề tôi rất vui tôi luôn ủng hộ và mong huyền ngày càng thành công chỉ có dạo này huyền làm việc nhiều quá quên cả sức khỏe nên tôi thấy hơi lo bà nói Thanh Tuyền còn bật mí Ngọc Huyền không chỉ có tài năng xuất sắc trên sân khấu, mà khi ở nhà cô cũng rất đảm đang, chu toàn trách nhiệm với gia đình. Tôi may mắn vì có con dâu giỏi, tự quán xuyến mọi việc. Hai con của Ngọc Huyền, tức cháu nội tôi rất ngoan, có danh nghệ thuật giống mẹ nên hát hay. Lần này về nước, Thanh Tuyền đi cùng em gái Sơn Tuyền, danh ca hải ngoại kể. Ngày nhỏ, bà và em gái bị bố mẹ cấm hát. Ba tôi quan niệm, sướng ca vô loài nên không cho chị em tôi theo nghề. Từ năm 10 tuổi, tôi thường lén trốn bố đi hát. Mãi đến năm 15 tuổi tôi được đài phát thanh ở Hà Nội đến tận nhà xin cho đi hát. Ba tôi nể ông trưởng ti nên phải đồng ý. Sau đó tôi từ quê nhà Đà Lạt lên Sài Gòn và nổi tiếng. Còn Sơn Tuyền mãi sau này mới vào Sài Gòn thu âm bài hát Má Hồng Đà Lạt. Ngọc Huyền được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam sau 15 năm. Sau gần 15 năm sinh sống và làm việc tại hải ngoại, nghệ sĩ Cải Lương Ngọc Huyền đã được cấp phép và biểu diễn ở trong nước sau nhiều lùm xùm về danh hiệu cũng như công việc. Ngày 20 tháng 10 sắp tới, nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ chính thức có một đêm nhạc riêng với chủ đề Chăm nhớ ngàn thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Ngọc Huyền cho biết, nghệ sĩ được cấp phép biểu diễn tại phòng trà Huy ngày 20 tháng 10. Đây không chỉ là đêm nhạc khán giả yêu mến gặp gỡ giao lưu Ngọc Huyền mà còn là dấu mốc đáng nhớ của Ngọc Huyền khi cô chính thức được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam. Nghệ sĩ Ngọc Huyền đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép biểu diễn tại Việt Nam từ ngày 15 tháng 9 đến 31 tháng 10. 12 năm 2017 tại Việt Nam, Ngọc Huyền chia sẻ cô rất vui vì chờ đợi bao nhiêu năm mới có một đêm nhạc riêng gặp gỡ khán giả quê nhà. Vì thế cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng các bài tân nhạc, cổ nhạc đáp lại sự yêu mến của khán giả. Ngọc Huyền dự định thể hiện các bài Đêm tâm sự, duyên phận, con đường xưa em đi, chiếc áo bà ba, 7 ngày đợi mong, chăm nhớ ngàn thương và một số tiết mục cải lương bùng nổ dành cho khán giả. Nghệ sĩ Ngọc Huyền sinh năm 1970 tại Sài Gòn, cô đi hát từ năm 14 tuổi và có nhiều thành tích như hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng Trần Hữu Trang, diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai vàng. Năm 2001 cô được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. giữa năm 2002, sau thời gian sang Mỹ biểu diễn bằng con đường du lịch, Ngọc Huyền ở lại và lập gia đình tại Hải ngoại. bên cạnh hát cải lương, cô còn thử sức hát tân nhạc và được đông đảo bà con kiều bào đón nhận và tạo được nhiều dấu ấn. Ngọc Huyền hé lộ tổ ấm của danh ca Thanh Tuyền tại Mỹ. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền khiến fan thích thú khi chia sẻ video về cuộc sống đời thường sau thời gian giãn cách, nữ ca sĩ có dịp hội ngộ cùng bạn bè và người thân ở xa, đặc biệt giọng ca sử án phi giao vui mừng khi được sum họp cùng mẹ chồng là danh ca Thanh Tuyền. Tại đây cô tranh thủ đến thăm và ghi lại khoảnh khắc ấm cúng tại ngôi nhà của danh ca gạo cội. Được biết đây là nơi lần đầu cô gặp gỡ sau đó nên duyên cùng ông xã hiện tại. Ngọc Huyền chia sẻ, hồi xưa mẹ Thanh Tuyền đón tôi và anh Kim Tử Long đến ở, lúc đó chúng tôi có dịp đi lưu diễn ở Mỹ, vừa mới đến nhà thì anh ấy đang cắt cỏ, thấy tôi anh ấy gần Bắt đầu, chào chị, mẹ Thanh Tuyền mới nói tôi nhỏ tuổi hơn nên kêu ảnh xưng em được rồi. Theo tiết lộ của Ngọc Huyền, căn nhà của gia đình chồng cô gồm 5 phòng ngủ, kiến trúc cổ điển được xây dựng nhiều thập niên trước, mặc dù có sửa chữa nhiều lần vì thiên tai, nhưng ngôi nhà vẫn không thay đổi gì nhiều. Sau này khi các con trưởng thành và có gia đình, vợ chồng bà Thanh Tuyền đã cải tạo và dành nhiều không gian thờ tự, nữ ca sĩ còn có phòng riêng thờ cúng tổ tiên ở tuổi xế chiều hạnh phúc của vợ chồng danh ca thanh tuyền là tận hưởng thời gian cùng nhau sau nhiều năm bôn ba kiếm sống lo cho con cái giờ đây dù các con đã tự lập không cùng ở một nhà hai người vẫn có cuộc sống vui vẻ tu tập tại gia sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, vợ chồng Ngọc Huyền mới có dịp về thăm cha mẹ. Trong video trước đó, nữ ca sĩ xúc động khi cho biết đã có 16 tháng cô không gặp mẹ chồng vì dịch bệnh. Xuất hiện trong clip danh ca Thanh Tuyền khiến khán giả bất ngờ, vì ở tuổi ngoài 70 bà vẫn khỏe mạnh minh mẫn. Tuy nhiên do từng gặp tai nạn ngã nên chân nữ nghệ sĩ yếu đi phần nào. Bà cũng gây bất ngờ khi tiết lộ ông xã là người chuyên lo chuyện bếp núc trong nhà. Thời gian đầu do bận rộn đi hát nên bà nhờ chồng phụ giúp và truyền bí quyết nấu ăn cho chồng. Tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn học hỏi, ông đã vượt mặt nữ danh ca và và quyết định giữ chức đầu bếp cho cả nhà. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Ngọc Huyền mong gia đình luôn bình an. Đối với khán giả tại quê nhà, nữ ca sĩ gửi lời chúc sức khỏe, mong đại dịch sớm được khống chế để người dân trở lại cuộc sống bình thường.